Bạn đang chuẩn bị phần thuyết trình ý tưởng cho một cuộc thi? Bạn muốn quảng bá sản phẩm, dự án của mình? Bạn muốn sở hữu một thế mạnh riêng so với những ứng cử viên khác? Hay đơn giản, bạn muốn đạt điểm cao trong một môn học? Nhưng bạn gặp khó khăn trong việc thu hút người nghe, bạn không thể truyền đạt trọn vẹn điều mình muốn nói. Nine Slide là một khóa học nhằm mở ra một hướng đi mới trong việc thiết kế slide. Khóa học của Nine Slide được chia thành 2 level. Level 1 là giai đoạn chúng ta xây dựng gốc rễ, nền tảng giúp các bạn nắm chắc được những kỹ năng cũng như các phương pháp thiết kế của Nine Slide. Level 2 là giai đoạn đơm hoa kết trái, sau khi chúng ta đã có một nền móng vững chắc, là giai đoạn chúng ta vận dụng những kỹ năng của level 1 kết hợp với những kiến thức, kỹ năng nâng cao của level 2 nhằm hướng tới thiết kế slide một cách chuyên nghiệp. Để tham gia khóa học level 2, chúng ta không thể đi tắt mà bắt buộc phải trải qua level 1. Khóa học level 1 được chia làm 8 buổi. Ở buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ đi từ những thao tác cơ bản nhất trong PowerPoint. Sau buổi học này, các bạn có thể làm chủ được các công cụ vẽ hình cũng như các kỹ năng nền tảng phục vụ cho thiết kế slide. Sang buổi học thứ hai, chúng ta sẽ được tiếp cận công cụ được coi là trái tim của Nine Slide, đó là bộ phím tắt giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện các thao tác trong quá trình thiết kế. Ở buổi học này, chúng ta cũng sẽ bắt đầu làm quen với hiệu ứng, nắm được phương pháp làm sao để hiệu ứng chuyển động mượt và liên tục thông qua bài tập mô tả thành phố của bạn. Trong buổi học thứ ba, chúng ta sẽ học cách xử lý hình ảnh, cắt ghép, làm nổi bật đối tượng bằng những công cụ có sẵn của PowerPoint để hướng sự chú ý của người nghe đến với đối tượng chúng ta đang nói tới. Ở buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ làm đẹp hình ảnh một cách thực sự bằng những hiệu ứng được hỗ trợ trong PowerPoint để có thể tạo ra những bức ảnh chứa đựng thông điệp, cảm xúc mà bạn muốn gửi gắm. Trong buổi học này, chúng ta sẽ cùng học cách tạo hiệu ứng cho video, làm video trong suốt kết hợp với hình ảnh để truyền tải cảm xúc cho người nghe một cách trọn vẹn. Sang buổi học thứ 5, chúng ta sẽ thực sự tiếp cận với hướng đi mới trong thiết kế slide mà Nine Slide đã đề cập. Ở buổi học này, chúng ta sẽ học cách tư duy, sử dụng icon để minh họa cho ý tưởng mà chúng ta muốn truyền đạt. Làm cách nào để vừa có được những icon đẹp, lại có thể tiết kiệm tối đa thời gian thiết kế? Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi học này. Buổi học thứ 5 cũng là thời điểm chúng ta bắt đầu lên ý tưởng và chuẩn bị cho buổi thuyết trình tốt nghiệp. Hình ảnh, icon thôi là chưa đủ để có thể thu hút được người nghe cũng như diễn đạt trọn vẹn được ý tưởng. Sang buổi học thứ 6 và thứ 7, chúng ta sẽ tập trung vào nghiên cứu hiệu ứng, bao gồm hiệu ứng chuyển trang, hiệu ứng âm thanh và cách kết hợp tạo ra những hiệu ứng mới từ những hiệu ứng sẵn có. Bên cạnh đó, Nine Slide sẽ góp ý và giải đáp thắc mắc nhằm giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài thuyết trình tốt nghiệp. Buổi học cuối cùng là dịp chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện của bản thân hay những chủ đề mình giới thiệu với mọi người, là dịp chúng ta cùng nhìn lại quãng đường đã đi qua và khép lại khóa học level 1. Sang khóa học level 2, chúng ta sẽ tiếp cận phong cách và thiết kế slide chuyên nghiệp qua 6 buổi học. Ở buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu các quy luật của bố cục. Đâu là cách sắp xếp bố trí hợp lý, các đối tượng trên slide có thể gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên? Vị trí nào là thuận lợi để có thể thu hút thị giác của người nghe đến đối tượng trọng tâm chúng ta đang nói tới? Đó sẽ là những vấn đề chúng ta sẽ cùng giải đáp trong buổi học này. Sang buổi học thứ hai, chúng ta sẽ nắm được những quy luật, kiến thức về màu sắc, về cách phối hợp màu theo nhiều phong cách khác nhau, đâu sẽ là màu sắc chủ đạo, phù hợp với từng chủ đề thuyết trình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ tiếp cận với những phương pháp trình bày thông tin theo phong cách infographic để thông tin được truyền tải đến với người nghe một cách khoa học, chuyên nghiệp và có tính thẩm mỹ cao. Trong buổi học thứ ba, chúng ta sẽ tiếp tục vận dụng phong cách infographic trong trình bày thông tin. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ học cách xử lý những hình ảnh phức tạp như ảnh GIF để slide thêm phần sinh động nhằm bắt đầu chuẩn bị cho buổi thuyết trình tốt nghiệp khóa học level 2. Trong hai buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ được tiếp cận với thế mạnh đã tạo nên thương hiệu Nine Slide, đó là những hiệu ứng mang hơi thở motion graphic. Trong hai buổi học này, các bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng những hiệu ứng như vậy không hề phức tạp và ngốn thời gian nhờ vào thủ thuật của Nine Slide. Buổi học cuối cùng, như thường lệ, sẽ là dịp chúng ta nói về những câu chuyện, những ý tưởng hay dự định của bản thân và khép lại khóa học level 2. Nine Slide tin rằng, sau khi trải qua hai khóa học, chúng ta sẽ đều sở hữu cho riêng mình những thế mạnh khác biệt so với những ứng cử viên khác trên con đường sự nghiệp sau này. Đến với Nine Slide, các bạn sẽ hoàn toàn chủ động trong việc tiếp thu kiến thức qua những câu hỏi được đặt ra liên tục và qua những cơ hội được thao tác trực tiếp trên màn chiếu để làm mẫu cho các bạn khác. Nine Slide sẽ chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn các bạn trong quá trình học mà thôi. Bên cạnh đó, những kiến thức, kỹ năng mà Nine Slide truyền đạt đều được gói gọn trong những ví dụ thực tế, hài hước nhằm giúp chúng ta tiếp thu kiến thức một cách hoàn toàn thoải mái và có thể thực hành ngay kỹ năng vừa được học.
Hơn thế nữa, khóa học của Nice Life cũng mang đến cơ hội việc làm cho các bạn. Trong quá trình học, sự cố gắng nỗ lực của từng cá nhân sẽ luôn được Nice Life ghi nhận. Nếu bạn cho Nice Life thấy được tiềm năng của bản thân, rất có thể các bạn sẽ trở thành một phần của Nice Life với vai trò trợ giảng, giảng viên hay đội ngũ thiết kế cho những dự án sau này. Hãy cùng tham gia khóa học của Nice Life để có thể trải nghiệm những điều tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.